Cậu bé này tên là Cục Cức, được sinh ra từ chú chó trong thôn. Cậu tự nhận mình không có chỗ để đi. Cô sẽ ghét bỏ cậu, đất sét chê cười cậu, đến gà mái cũng chê cậu. Cậu thậm chí còn không bằng chiếc lá. Lẽ nào Cục Cức không có giá trị tồn tại sao? Ở một ngôi làng dưới núi, có một chú chó chạy trên đường, chạy một vòng, ngồi xuống bên đường, sau đó cố hết sức, thế là sinh ra một Cục Cức béo. Cậu mới chào đời, vô cùng ngạc nhiên về thế giới này. Ước mơ của cậu là được bay tự do tự tại như chim trời. Nhưng Cục Cức không thể di chuyển, một cô sẻ bay đến.